Xin chào các bạn. Hôm nay tôi hướng dẫn các bạn cài đặt phần mềm Photoshop. Thì trong phiên bản phần mềm Photoshop thì có rất nhiều phiên bản. Thì các bạn lựa chọn cái phiên bản để các bạn cài cho máy mình tốt nhất, phù hợp với cấu hình máy. Thì trong cái bài hướng dẫn ngày hôm nay, tôi hướng dẫn các bạn cài đặt phần mềm Photoshop 8.0. Giờ xin mời các bạn vào cài đặt. Đầu tiên bạn mở cái thư mục chứa bộ cài đặt Photoshop ra để chúng ta cài đặt. Tiếp tục vào My Computer, chọn phần mềm và chọn Setup, mở phục số 8, ta kích vào Autoplay, chọn ngôn ngữ là tiếng Anh, bấm OK, chọn Asset, chọn Intro Photoshop CS with Image CS, bấm Yes. Bấm Next, OK, Next, Access, và chúng ta sẽ nhập key vào cho cái chỗ serial number. Thì ta mở lại cái thư mục mà chứa bộ cài, ta kích vào key in, kích vào đây để ta lấy serial number và ta bôi đen từng đoạn serial number để chúng ta dán vào phần mềm bằng cách ta kích phải chuột và chọn copy, sau đó kích phải chuột paste vào phần cài đặt. Như vậy ta sẽ copy tất cả những số vào phần mềm để chúng ta cài đặt. Sau đó chúng ta bấm Next, bấm Yes để chấp nhận tên và công ty. Next, tiếp tục bấm Next, bấm Next. Trong quá trình này chúng ta đợi một chút. Và trong bản hướng dẫn này của tôi hướng dẫn cài đặt phần mềm Photoshop và đang cài trên hệ điều hành Win 7. Thì đối với Win 7 Win nó cơ bản nó cũng cũng giống nhau thôi, vì các bước làm ra cũng giống nhau. Như vậy thì chúng ta sẽ linh hoạt trong việc áp dụng được từng Win. Các bạn có thể đợi khoảng một vài phút để quá trình cài đặt được tiếp tục.
Như vậy quá trình cài đặt cũng đã gần thành công. Và bây giờ máy phần mềm lại hỏi là chúng ta có ASCII phần mềm hay không, là đăng ký phần mềm hay không. Thì chúng ta tắt bỏ phần mềm này đi. Yes, close. Không được bấm next, bấm close tắt đi. Yes. Sau đó chúng ta bấm finish để kết thúc hoàn thành quá trình cài đặt. Ta cắt phần keygen này đi. Thế bây giờ chúng ta sẽ đăng ký correct cho cái phần mềm này, bẻ khóa cho phần mềm này bằng cách vào kích vào mục correct, hoặc là thấy hai file trong mục correct này, ta bôi đen và copy hai file này, và chúng ta mở vào computer, mở vào OC, mở vào program file, chọn cái phần Adobe là phần mềm cài Photoshop, và nó mở phần Photoshop CS, kích phải chuột chọn paste, và ta copy, chọn vào mục copy and jpeg dưới lần nữa, bấm continue copy. Như vậy quá trình copy đã xong, correct đã xong. Bây giờ ta đóng tất cả các thư mục vào và ta mở phần Photoshop lên xem thành quả công việc chúng ta làm đã thành công chưa. Và đây chính là phần mềm Photoshop chúng ta vừa cài đặt. Bấm OK. Tốt rồi, thì quá trình cài đặt chúng ta đã thành công. Còn về những cái phần hướng dẫn các bài thì tôi sẽ làm một video clip khác để hướng dẫn các bạn sử dụng các nút lệnh, nút thanh công cụ và tất cả các bài liên quan đến Photoshop, tôi sẽ hướng dẫn trong bài sau. Như vậy chúc các bạn cài đặt thành công. Xin cảm ơn.